Hello các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục cái series là tóc ngắn như thế này vuốt được kiểu gì. Thì ở tập trước các bạn đã xem mình vuốt những cái kiểu rất là ok, rất là ngầu rồi đúng không? Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vuốt một cái kiểu cực kỳ dễ và cực kỳ nhanh luôn, nhưng không phải các bạn ai làm ai cũng biết. Có thể là các bạn chưa từng thấy ai vuốt cho nên các bạn nghĩ nó sẽ là khó, hoặc là các bạn chưa nghĩ ra cái kiểu đó. Thì hôm nay các bạn xem clip của mình và các bạn làm được ngay trong 30 giây luôn. Ok, mình bắt đầu nha. Tiên các bạn sẽ sấy khô toàn bộ tóc về phía trước, lấy máy sấy thổi hỏi bình thường nha các bạn. Bình thường thì mình sẽ sấy hết ra phía sau hoặc là dựng đứng lên như thế này, thì bây giờ các bạn sấy như thế này, sấy hết như thế này nha. Ok, mình bắt đầu sấy. Toàn bộ tóc các bạn thấy nó hơi ngố đúng không? À không phải hơi ngố nữa, quá ngố luôn. Rồi ok, đầu tiên mình sẽ bắt đầu. Các bạn sẽ dựng cái phần tóc của mình lại như thế này nha. Dựng lại như thế này, sau đó lấy cái máy sấy thổi cho cái phần này dựng lên. Rồi cái phần này thì các bạn dựng lại nha. Ok, như thế này. Đó, sấy xong các bạn có thấy cái hình nó như thế này đúng không? Tiếp theo nha, các bạn sẽ dở phần chân tóc lên, sấy vào chân tóc, sấy ít ít thôi, đừng có sấy nhiều. Ok, đó, sấy xong cái hình tóc mình như thế này. Tiếp theo các bạn sẽ lấy một ít sáp, ít thôi, như thế này, à thêm tí đi, như thế này, đánh đều lên tay, sau đó các bạn vuốt vô như thế này, như thế này, như thế này. Còn cái phần ở trước nè, các bạn chỉ vuốt vào chân tóc như thế này, rất là dễ luôn. Mình vừa làm vừa nói, các bạn tưởng khó nhưng nó dễ lắm. Rồi cái phần ở trên mình đánh rối rối như thế này nha. Ok, tiếp theo lấy gươm xịt vào. Kiểu tóc này thường thì các bạn thấy trong phim Trung Quốc các bạn rất là nhiều luôn. Phim Trung Quốc mình xem thấy rất là nhiều bạn để tóc như thế này, nhìn nó rối rối, nó bụi bụi, nó không có nề nếp như những kiểu khác. Ok, nó chỉ đơn giản như thế này, nhìn rất rất là bụi đúng không? Kiểu này là rất là bụi luôn. Đây không phải là Ivy League nha các bạn, Ivy League khác tiếng nữa. Ivy League thì phần này nó phải ngắn hơn nữa, nhìn nó mới ra Ivy League. Xong kiểu đó mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn một cái kiểu nữa, đó là một kiểu truyền thống nhất và ai cũng biết, đó là undercut. Các bạn chia như thế này, sau đó các bạn sấy toàn bộ tóc bay về phía bên đây nha. Sấy xong các bạn thấy nhìn nó rất là xấu đúng không? Tiếp theo chúng ta không dùng sáp cũng được, chúng ta chỉ cần lấy gơm xịt phủ đều lên nha. Phủ ít thôi, đừng nhiều quá. Sau khi chúng ta phủ đều xong, chúng ta bắt đầu mới lấy tay vuốt cho nó vào phơm nè. Vuốt nè, xịt ít thôi nha các bạn, xịt nhiều quá là vuốt không được nha, nó cứng luôn á. Tiếp theo các bạn sẽ xịt một ít vào đây, xịt một ít vào đây. Để làm chi? Để chúng ta dùng hai tay ép nó vào như thế này, chúng ta sẽ có một cái form nhìn nó lịch sự và đơn giản nhất có thể. Ok, đây là một kiểu undercut truyền thống nha các bạn, rất là lịch sự. Và hôm nay clip đến đây thôi, nếu các bạn thấy hay hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình nhé.